Nhận định nữ Nigeria với nữ Hàn Quốc, 20 giờ ngày 12 tháng 6, bảng A, World Cup nữ. Mục tiêu khả dĩ nhất của Nigeria và Hàn Quốc là cạnh tranh vị trí thứ 3 để có hy vọng lọt nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Chính vì vậy, màn so tài trực tiếp giữa họ tối nay sẽ quyết định tất cả. Ở bảng A vòng chung kết World Cup nữ 2019, Pháp và Na Uy tỏ ra quá vượt trội. Thực tế, ngay ở loạt trận đầu tiên, hai đội bóng này đã dễ dàng giành chiến thắng với các tỷ số 3-0 và 4-0. Với sức mạnh đó, hai đội bóng châu Âu gần như chắc chắn sẽ đoạt hai tấm vé đi tiếp của bảng A. Mục tiêu khả dĩ nhất của Nigeria và Hàn Quốc là cạnh tranh vị trí thứ 3 để có hy vọng lọt nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Màn so tài trực tiếp giữa họ tối nay sẽ quyết định tất cả. Đặt lên bàn cân, nữ Hàn Quốc được đánh giá cao bởi ở vòng chung kết World Cup lần trước năm 2015, đội bóng này từng góp mặt ở vòng 1/8. Còn với nữ Nigeria, ở cả 4 kỳ tham dự gần nhất, họ đều dừng bước ở vòng bảng, thậm chí chỉ có vỏn vẹn một chiến thắng thắng 1, hòa 2, thua 9. Chính vì vậy, ở màn so tài này, nữ Hàn Quốc được nhà cái xếp ở cửa trên với tỷ lệ 1/2, 0. Họ sẽ buộc phải giành chiến thắng để thắp sáng hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại không đánh giá cao khả năng giành 3 điểm của các cô gái châu Á ở trận đấu tối nay. Thực tế, trước khi để Pháp đè bẹp 4-0 ở trận ra quân, nữ Hàn Quốc có sự chuẩn bị không mấy ấn tượng cho giải đấu năm nay. Thống kê chỉ ra rằng trong 7 trận giao hữu trước giải đấu từ tháng 1 năm 2019, đội bóng xứ sở Kim Chi chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng theo tỷ lệ châu Á. Còn lại, họ để thua tới 4 và có 1 trận hòa. Ở trận gần nhất được nhà cái xếp ở chiếu trên với tỷ lệ 0-1/2, nữ Hàn Quốc bị nữ Iceland cầm hòa với tỷ số 1-1. Chưa kể, đây mới là lần thứ 3 nữ Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup nữ. Họ kém khá nhiều so với nữ Nigeria lần thứ 8. Dù không đạt thành tích quá ấn tượng, song đại diện của châu Phi đã để lại khá nhiều dấu ấn về lối chơi ở trận mở màn với Na Uy. Trước vòng chung kết nữ World Cup năm nay, nữ Nigeria cũng có sự chuẩn bị khá tốt, minh chứng là trong 5 trận giao hữu trước thềm giải đấu, họ đều bất bại thắng 3, hòa 2. Với những lý do đó, đội bóng châu Phi xứng đáng được tin tưởng, thậm chí là nhắm 3 điểm ở trận đấu này. Lựa chọn tốt nhất, nữ Nigeria cả trận và tài cả trận. Dự đoán tỷ số trận đấu, nữ Nigeria 2-1 nữ Hàn Quốc.